Rồi, hello, xin chào các bạn. Vậy thì có những cái hướng đi nào, có những cái hướng nào để giúp cho cái da nám được cải thiện nhanh hơn? Thì tại sao như thế? Trong cái đợt mà bác Xíu mới ở Hàn Quốc về, bác Xíu nhận ra có rất nhiều sự khác nhau giữa những cái thói quen chăm sóc da ở người nước ngoài cũng như là ở Việt Nam. Rồi, cái sự mỗi một cái chuyến đi thì nó để lại cho chúng ta rất nhiều niềm vui, kỷ niệm, ấy những cái cảm xúc khác nhau. Vậy thì có rất nhiều bạn ấy, bác Siêu nhận thấy là khi mà các bạn đi chơi, đi du lịch hay là các bạn gặp mọi người thì chúng ta sẽ thường dễ cảm thấy tự ti về làn da của mình. Và khi mình tự ti về làn da thì các bạn thường không dám tiếp xúc hay là ngại chụp ảnh, đúng không? Các bạn thường nghĩ xem mỗi lần đi chơi các bạn có ngại chụp ảnh nếu mình không tự tin không? Bác Siêu vẫn nhớ như vậy. Mỗi lần rủ là nay ra chụp ảnh đi thì những cái làn da xấu sẽ không dám chụp ảnh. Rồi mỗi khi mà mình đi chơi thì các bạn sẽ thấy là da mình chưa đẹp thì các bạn rất là ngại và tự ti. Đó chính là lý do hôm nay bác sĩ sẽ chia sẻ về sắc tố da. Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của bác sĩ Lương Trung Hiếu. Bản tin chia sẻ về cách để bạn khỏe hơn, đẹp hơn và sống tích cực hơn mỗi ngày. Cũng chia sẻ với bạn về cái sự khác nhau giữa các vùng miền nhá. Chúng ta có cách chăm sóc da rất là khác nhau. Đặc biệt là khi các bạn chia sẻ cho nhau cái bí quyết, cái kinh nghiệm thì hãy nhớ rằng là vùng miền rất khác nhau. Bác Siêu vẫn nhớ rằng cái hôm mà mình sang ở bên Hàn Quốc ấy thì bác Siêu có ở hai nơi. Thứ nhất là ở bên Seoul, thứ hai là ở bên Incheon, đúng không? Incheon, ở Incheon. Thì ở bên Hàn ấy các bạn ạ, cái khí hậu bên đấy rất là khô luôn. Ở cái mùa này nó rất khô, tức là thời tiết lạnh ở bên họ. Bên đấy thì nó khí hậu nó khô cực kỳ luôn. Tại sao khô cực kỳ? Vì các bạn hình dung là khi bôi cái dưỡng ẩm hay cái HA mặt, ví dụ HA đi, thì bôi xong nó thấm cực kỳ nhanh. Tức là bôi xong nó ráo mặt ngay lập tức. Rồi khi mà bôi cái serum C lên mặt thì C ngấm vào mặt nó cực nhanh mà không bóng một tí nào luôn. Thì bác sĩ mới phát hiện ra như này. Ở bên xứ lạnh ấy, ở bên các nơi ôn đới, ví dụ ở bên Hàn, bên Nhật chẳng hạn hay bên châu Âu, thì bên đó cái khí hậu nó rất khô vì độ ẩm không khí thấp. Tức là sang bên đó mà cùng mùa đông ở Việt Nam mình không bị nẻ môi, mà sang đấy khoảng 3 ngày thôi là môi nẻ. Đấy, khí hậu rất là khô và nó độ ẩm không khí thấp. Chính vì độ ẩm không khí thấp nên các sản phẩm ở bên đó dưỡng rất nhiều luôn. Điều thứ hai bác Xíu chia sẻ các bạn là khi các bạn Xíu ở bên sang bên Hàn ấy, thì bên đó con gái bên đấy nó rất trắng các bạn ạ. Phụ nữ ở bên đó, con gái nó không đúng lắm, phụ nữ bên đó da cực kỳ trắng. Trời ơi, các bạn cứ sang mà xem, da họ trắng cực kỳ luôn. Nên bác Xíu cho rằng là đối với họ thì cái việc dùng serum trắng da hay là viên uống để sáng da là nó xa xỉ. Bởi vì bên đó ai người ta chả trắng, tỷ lệ mà da không sáng ít lắm, rất là ít luôn. Đấy, thế nên là bác Xíu thấy là những cái viên uống sáng da bên đó người ta không dùng, ít dùng lắm. Mà bên đó rất nhiều mặt nạ cực kỳ nhiều luôn. Bạn nào mà ra cái khu chợ ở Myeong Dong trên Seoul ấy, tức là mặt nạ, các bạn hình dung là cả cái phố người ta bán mặt nạ, nó nhiều kinh khủng như vậy. Và cả phố người ta bán dưỡng ẩm. Đúng rồi nhá, cảm ơn Nguyễn Minh Thảo Dova, đúng rồi đấy. Tức là bên đó thì khí hậu rất là khô nên là sản phẩm dưỡng rất nhiều. Thế nhiều bạn hỏi là thế tại sao lại xách tay sản phẩm bên đó về được không? Thì cũng nói luôn, với sản phẩm dành riêng cho thị trường bên đó mà xách về Việt Nam, bác Xíu cho rằng chưa chắc đã hợp đâu. Đó là lý do tại sao những thương hiệu lớn người ta lại tách ra cái brand ở mỗi một quốc gia, người ta lại có gọi là sản phẩm nội địa cho các khu vực đấy khác nhau, là người ta có lý do hết ý. Bởi vì là với một khu vực khí hậu hanh khô như thế thì cái hàm lượng dưỡng nó phải cao hơn, cái tỷ lệ phần dưỡng phải cao. Ví dụ ở nước mình thì lại không cần thiết phải nhiều dưỡng như thế, lượng dưỡng nó phải giảm đi. Đó là lý do các bạn khi dùng sản phẩm thấy rằng là không có nghĩa là lúc nào mình cũng phải là hàng nội địa của nước A, nước B nó mới tốt. Chưa chắc, nó tốt đúng rồi, nhưng nó hợp với da của bạn hay không nó mới quan trọng nhá. Ok, trước khi mà chia sẻ về chủ đề nám da hôm nay thì đây là bác sĩ cũng chia sẻ một vài kinh nghiệm để các bạn thấy rằng khi mà mình chăm sóc da, cái điều thứ nhất là hãy nhớ rằng đặc điểm vùng miền và khí hậu khác nhau dẫn đến cách chăm sóc da là khác, nên cùng một chai sản phẩm thôi, ví dụ cùng một chai B5 thì không có nghĩa là bạn này bạn dùng hợp là mình hợp. Thứ hai nữa là cách sử dụng mỗi người một khác nhá. Đấy, các bạn ghi cho bác Xíu ví dụ thế. Ok, nếu mà nám số 1 nhá, nám số 1, mụn số 2, comment cho bác Xíu. Thì bây giờ chia sẻ về nám ra như này đi. Cái điều thứ nhất nhá, các bạn ghi số này. Điều thứ nhất, cái gì đỡ nhanh thì sẽ dễ tái phát nhanh. Đó, comment giúp Xíu. Thì như này, ngày xưa ấy, khi mà chăm sóc da, đặc biệt là nám da, thì các bạn rất thích là cái gì bôi nó phải đỡ rất nhanh. Và các bạn hay hỏi là cái này bôi có chắc chắn đỡ không? Thì cũng chia sẻ luôn, nám da ấy, thì cũng nói nhiều buổi rồi. Để mà hình thành một nốt nám, nó không phải ngày 1, ngày 2 nó có đâu. Không bao giờ luôn. Nó không giống như thâm mụn, cùng là một cái đốm nâu ở mặt xuất hiện nhé. Thì cái thâm để lại sau khi nặn mụn ấy, thì đó là cái vết thâm tạm thời, nên dù mặt có nhom nhem hay chăng nữa thì rồi nó cũng đỡ thôi, nó cũng sẽ hết.
không bằng cách này cách khác nó cũng sẽ hết rất cao, có thể đến 99-100% là bình thường, có thể nhá, không có nghĩa là ca nào cũng hết hẳn. Nhưng cái nám da ấy nó là cái sự rối loạn liên tục lâu dài, rất lâu nó mới có chứ không phải một phát có ngay. Đó là lý do tại sao ấy mà dưới gọi là dưới 25 thì các bạn thấy là dưới tuổi 25 thì chẳng có ai bị hết ấy, ít lắm, tỷ lệ đấy quá ít, đúng không? Các bạn nào mà bị dưới 25 comment thử xem, quá ít luôn. Tức là hình dung là như này, khi các bạn bị ai đó làm bạn tổn thương đi, ví dụ đi các bạn chơi thân với một người bạn của mình và bỗng một lần bạn người bạn của mình lỡ bận thất hứa một lần, có thể các bạn bỏ qua được, đúng không? Nhưng mà có bao giờ thất hứa một lần hay là làm sai một điều gì đó một lần các bạn nghỉ chơi với nhau không? Không, làm gì có chuyện đấy, đúng không? Mà phải rất nhiều lần các bạn làm tổn thương nhau các bạn mới dẫn đến là nghỉ chơi với nhau, đúng chưa? Thế thì cái nám da nó cũng như vậy, không phải một lần hai lần các bạn có vấn đề là nám ngay, phải rất lâu, nó phải hàng năm hàng tháng hàng nhiều năm, dẫn đến là gì? Cái việc mà da bị nám ấy nó là cái kết quả của việc vùng da đấy bất ổn hơn những vùng xung quanh và nó phải tăng cái sắc tố lên để nó bảo vệ cái vùng đấy, chuẩn chưa? Thế nên là nếu vùng da đó vẫn đang bất ổn thì cái việc nó giảm đi là điều không nên. Tức là cái vùng, cái tín hiệu nhận biết xung quanh nó biết rằng là à vùng này vẫn chưa ổn đâu, sắc tố vẫn phải tăng lên cho nó đậm lại, đúng không? Thì các bạn bôi cái gì ức chế mạnh quá nó tái phát là vì thế. Đấy, nên cũng chia sẻ là các bạn điều thứ nhất nhé, chị em nào mà đang nám da nhớ rằng là đừng có ham cái gì đó giảm nhanh cấp tốc, thần tốc là dở, trời ơi dở lắm. Có thể chậm một tí nhưng nó chắc, đúng không? Cái gì nó chắc là được. Nhắc nhớ bạn cứ hỏi là sao mà bác sĩ cứ thích dùng cái phương pháp nó nhẹ nhàng thế, nó nhẹ nhưng mà nó bền, tội gì. Rồi, điều thứ hai nhá, điều thứ hai là thời gian khởi phát. Đố các bạn biết nhá, chia sẻ cái này luôn, ít bạn nào nghĩ cái này. Đố các bạn biết tại sao chúng ta hay bị căng thẳng lo lắng hay còn gọi là stress. Đố các bạn biết comment xem, hiểu được cái này các bạn sẽ dễ dàng hiểu được phần sau. Không phải thiếu tiền đâu, không phải cứ có tiền là hạnh phúc đâu các bạn, không phải. Tất nhiên có tiền thì tốt hơn nhưng mà không phải. Chúng ta hay bị căng thẳng lo lắng vì sao? Con để ý nhá, ví dụ đi, có bạn nào mà bị xe bị hết xăng không, xe hết xăng giữa chừng không, đang đi trên đường xe hết xăng nó phải đi dắt bộ đồ đi đổ xăng không? Có không? Có, bác sĩ cũng từng bị rồi và đúng một lần trong đời bị và sau này không bao giờ bị lại. Hôm đấy là xe hết sạch xăng và mình vẫn cố gắng mình đi. Và cuối cùng hết giữa đường và các bạn mình phải đi mua nửa lít, mua một lít xăng xong nó phải đổ vào đi tiếp. Đó, phải đợi các bạn. Đó các bạn. Thế thì lúc mà mình hết xăng giữa chừng ấy mình có lo lắng không? Mình có bị stress không? Mình bực chứ? Tự nhiên hết xăng. Rồi các bạn có hay bị là mình xuống lấy xe đi làm thì bỗng nhiên nhớ ra quên cái mũ bảo hiểm lên lấy không? Có luôn, đúng không? Rồi lúc chăm sóc da có khi nào các bạn bị là tự nhiên ngày mai đi chơi thì hôm nay nhớ ra là hết kem chống nắng, hết serum, sau đó phải order vội không? Rất nhiều bạn order bác sĩ là anh ship luôn trong ngày cho em nhé, bác sĩ ship luôn cho em nhé, đúng không? Có, tại sao không thế? À thế thì đó chính là những cái thứ mà khiến cho chúng ta dễ bị các cái stress nhỏ, rất dễ bị những cái căng thẳng nhỏ trong cuộc sống và khi nó tích tụ lại dần dần thành cho mình cái stress bị sâu hơn và rất khó chữa. Bởi vì chúng ta thường có một thói quen là các bạn không làm ngay cái nhiệm vụ mà đáng ra mình phải làm. Chắc chắn, ví dụ từ cái hồi bác sĩ ấu vào bị xé xăng thì sau này mình rút ra mình có một cái gọi là cái kim chỉ nam, không đúng lắm, gọi là một cái kỷ luật cho mình. Xe mà chuyển sang cái vạch đỏ là đi đổ xăng, không cần biết hôm đấy còn hay không còn, có đi tiếp hay không và phải đi đổ. Đấy, trước khi ra khỏi nhà ngày xưa ấy bác sĩ ấu lẩm bẩm, hồi đi học, hồi sinh viên thì lẩm bẩm ví tiền, chìa khóa, điện thoại, áo blue. Đây là câu châm ngôn của sinh viên đi của bác sĩ ấy. Ví tiền, chìa khóa, điện thoại, Apple, không được quên. Quên gì? Quên, không được quên cái đấy. Nhẩm đủ xong rồi ra đường. Thì chẳng may mình đến, ví dụ là ngày xưa sinh viên đúng không, mà đến đang đi học, đến viện thì quên Apple thì ai cho học, đúng không? Đấy, chia sẻ với bạn đấy. Thì chúng ta hay bị căng thẳng vì sao? Vì chúng ta không làm những thứ đáng ra phải làm. Mình trì hoãn thì không làm nữa, thôi để mai làm, rồi bất chợt cái việc đấy xảy đến mình căng thẳng. Đó, lý do là như vậy. À, thế thì khi mà chăm sóc da của mình cũng như thế. Các bạn thường là hay bị sao? Mình không tuân thủ việc chăm sóc và gọi là nước lên chân mới nhảy. Chào Nguyễn Hồng Hạnh nhá, tư vấn cho em serum ức chế tàn nhang. Với tàn nhang ấy thì em không cần phải serum quan trọng đâu. Có thể nhá, em dùng niacinamide. Nhưng mà các bạn hình dung là cái tàn nhang ấy nó rất dễ cải thiện với peel da. Đó, vì cơ chế tàn nhang là gì? Là nó bị rối loạn vận chuyển, tức là nó giống như là mình vẽ cái gì đến mặt ấy thì peel da nó rất là nhanh đỡ. Nhân nên tàn nhang thì không cần phải cầu kỳ quá đâu nhá. Nguyễn Hạnh Linh rồi, nói một chút cho da dầu đi. Da dầu thì nó đơn giản lắm. Cũng chia sẻ luôn về da dầu một chút nữa trước khi các bạn comment. Thì đối với da dầu ấy, mình rất là đơn giản thôi. Thứ nhất, đó là dùng các sản phẩm làm sạch, tức là phải có đủ hai loại. Thứ hai, quan trọng nhất, dưỡng ẩm.
là nên dùng dạng lotion thôi, đừng có tham dùng dạng kem. Có thể nó hơi khô một tí nhưng mà dần dần nó đỡ, vì cái da dầu ấy, cái dưỡng ẩm tự nhiên nó rất là mạnh. Mình không cần thiết phải bôi các loại cream đâu, rất dễ mụn. Đấy, thứ ba là peel da định kỳ là rất tốt nhá, ví dụ thế. Rồi còn chi tiết kỹ hơn thì phải có ảnh chứ bác sĩ kiểm tra nhá. Chào Nguyễn Thúy Niềm nhá. Routine của bác sĩ gần 1 năm giờ tự skin care theo routine của mình, trộm vía đã ổn, ok, chúc mừng em. Nhớ rằng là hãy giữ gìn thành quả, cái da mình có đỡ hay không, có đẹp hay không thì quan trọng là phải giữ được bao lâu. Còn hình dung là như này, dù các bạn có đẹp trong thoáng chốc nhưng mà không giữ được lâu dài thì nó cũng không có ý nghĩa, đúng không? Bởi vì nó có giữ được đâu, nó đẹp một thời gian ngắn nó mất, tội gì. Cái phương pháp nào được lâu dài, giữ được thành quả, nó quan trọng. Nhớ đấy, chia sẻ thế. Tàn nhang sau peel dùng gì à? Em skin care như bình thường luôn. Nếu có điều kiện thì order cho anh lọ niacinamide trong shop của anh nhá. Và dùng kem chống nắng. Nhớ là tàn nhang thì peel phải ít nhất 2 buổi, 2 đến 3 đợt, chứ một đợt là không ăn thua. Một đợt có đỡ nhưng mà phải 2-3 đợt thì mới ăn thua nhá. Nga Nguyễn ơi, là em dùng kem mắt xong môi dưỡng ẩm lên còn nữa không? Không em, kem mắt thôi được rồi nhá. Bạn nào thâm mắt để ý đấy, không cần đâu. Rồi, chào Nguyễn Tuyên nhé, là da dầu nám xin được tư vấn rồi. Lưu ý như này, bác sĩ Hiếu sẽ rất ít khi mà giới thiệu sản phẩm, tất nhiên là vẫn sẽ giới thiệu nhưng mà ít thôi. Bởi vì bác sĩ hiểu rằng với những sản phẩm khi giới thiệu, bác sĩ Hiếu sẽ phải phân tích kỹ cho các bạn là cái này có tính năng gì, lợi ích gì và dùng như nào cho đúng, nó mới quan trọng. Sản phẩm tốt là cần thiết nhưng cách dùng mà không đúng thì nó không hiệu quả. Thực sự như vậy, vì cách sử dụng nó mới quan trọng. Các bạn có thể mua một chiếc xe rất đắt tiền nhưng mà không biết cách sử dụng thì chúng ta cũng không đi được nhanh được, không đi đúng cách được. Phải có cách sử dụng. Nên với những tình trạng da hơi yếu một chút, các bạn chưa nắm vững về cách lên chu trình thì có thể nhắn tin cho bác sĩ Hiếu, mình sẽ tư vấn cho bạn một lộ trình. Sản phẩm đương nhiên bác sĩ Hiếu có, bởi vì phải sản phẩm tự bác sĩ Hiếu có cung cấp cho các bạn thì nó mới đảm bảo được cái tính xác thực và có khả năng là nó chính hãng hơn. Các bạn tự mua nó cũng có rủi ro đó nhá. Sản phẩm mình có, tất nhiên khi các bạn được bác sĩ Hiếu tư vấn thì cũng sẽ chụp các sản phẩm mình đang có để bác sĩ Hiếu check xem cái đó có được không để mình có thể dùng tiếp hay không. Canu Store là em xài treatment bị cháy da thì làm sao, thì em kệ nó thôi, phục hồi thôi, bôi cho anh B5 đắp mặt nạ đi nhá. Vì thường nó bị tăng sắc tố sau viêm thôi, nó sẽ mất rầm rộ thời gian là nó sẽ đỡ nhá, đừng lo nhá. Dùng dưỡng ẩm đắp mặt nạ cho anh, B5 đắp mặt nạ, đừng lo đấy. Cleanse thì tùy da thôi, anh không thể nói ở đây được. Nhưng lưu ý là Cleanse MS thì tránh vùng mắt, vùng mũi, vùng cằm ra, vùng da dưới hàm này cũng bỏ đi, đừng bôi vùng cổ. Bôi cách ngày thôi, tuần 1-2 buổi thôi, làm quen đã, khi nào không rát thì bôi tiếp nhá. Rồi, u sơ tử cung và u nang buồng trứng thì có uống được collagen không? Thì cũng là cũng trả lời nhiều rồi là uống được. Tuy nhiên thì khi dùng thì em có thể đánh giá xem là khi dùng thì cái khối u nó có lớn nhanh hơn không, nhưng theo anh thì không ảnh hưởng đâu. Bởi vì collagen thì hàm lượng mình bổ sung rất thấp, nó khoảng tầm 5 gram, thì so với một khối u thì nó quá nhỏ, nên là em cũng không phải lo đâu nhá. Vẫn dùng được, dùng được, nhưng mà mình phải nhá, mình phải theo dõi. Rồi, bạn Trần Liễu hỏi là con mình 14 tuổi, nhiều mụn ở mặt và lưng thì bác sĩ cho mình hỏi thuốc gì bôi. 14 tuổi là tuổi dậy thì ấy, thì các bạn hình dung là nó không thể khỏi được đâu, không thể luôn, rất khó luôn. Tuổi đó thì cái hormone nội tiết nó đang phát triển. Thứ hai là tuổi dậy thì cái tuyến bã bắt đầu hoạt động mà nó chưa được điều tiết đó nhá. Rồi ở cái trẻ 14 tuổi thì cũng chưa có thói quen chăm sóc da, nên cái việc mà nó khỏi hẳn là khó nhá. Nên là cho cháu tập làm sạch trước đi nhá, làm sạch da, chữa rửa mặt, tẩy trang, nó che chắn khẩu trang, đỡ bụi, đừng vội nhá, nó sẽ đỡ. Rồi, bạn Moi Moi, cháu 16 tuổi bị mụn ẩn, dùng BSA được không? Thực ra cũng được em ạ nhá, được nhưng mà chưa chắc là đỡ đâu, vì nó không phải bộ BSA đỡ mụn đâu, nó có đỡ nhưng mà nó không phải là mình nó là đỡ hẳn nhá. Trang Hoàng là da dễ đỏ và có thâm thì dùng gì? Đối với cả da dễ đỏ có thâm ấy thì mình phải bôi test xem là cái loại nào gây đỏ đấy. Thứ hai nữa là mình xem là cái loại nào bôi nó đỏ thì mình dừng lại, mình né nó ra, giống như là công lực mình không có, sức thì không có thì cứ cố làm gì cho nó chấn thương ra, đúng không nhá. Cách dùng C à? Chào Nguyễn Thị Thoa. C nó dễ lắm, có gì đâu mà cái tư vấn cách dùng. Bạn nào dùng serum C chia sẻ luôn nhá, chia sẻ các bạn. Với cái cả cái C ấy, cái vitamin C đừng bôi thì như này, người ta nghiên cứu rằng ấy với nồng độ khoảng 5% trở lên là có hiệu quả rồi. Còn lại thì khoảng nồng độ khoảng từ 10%, 15% nó cũng lại hiệu quả tương đối tốt. Thế thì nhiều bạn bị có vấn đề là các bạn tham dùng nồng độ cao quá. Thì cái C ấy, khi mình bôi lên da với nồng độ cao, các bạn hình dung này, nó bị háo nước. Cũng không khác thì các bạn nhớ nhá. Các bạn có để ý là khi chúng ta ăn mặn thì sao? Ăn mặn thì khát nước. Rồi, thế thì khi các bạn mà bôi cái nồng độ cao lên mặt thì có phải là da nó bị háo nước? Thế thì nó không có nước, nó háo nước thì nó hay bị sao? Nó hay bị khô, bong chóc. Đấy, đúng không? Nhà nếu mà dùng C thì đừng tham dùng cái nồng độ cao quá, nó hấp thụ đâu
nhá. Thứ hai nữa là dùng nồng độ càng cao thì càng dễ bị vàng da, cái vàng gọi là vàng do C nhá. Cảm ơn các bạn đã xem đến phút này của video và đừng quên bấm nút đăng ký kênh, subscribe vào kênh của bác sĩ Hiếu để đón xem các video mới nhất.